Một trong những khâu bảo dưỡng và kiểm tra xe là vô cùng quan trọng. Muốn một chiếc xe ngon, xe mạnh, bền bỉ theo 5 tháng thì chỉ có đi bảo dưỡng xe thì xe mới tốt được, mới ổn định được, phục vụ cho các bạn để sử dụng được. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Yamaha Hương Quỳnh. Và video ngày hôm nay mình xin đề cập tới cách kiểm tra và bảo dưỡng và cách chăm xe có rất nhiều kiểu. Các bạn có thể mang đi kiểm tra tổng quát một lần. Cái này thì mình thấy rất là ít nhiều người gọi là mang đi, chủ yếu là các bạn hỏng đâu sửa đấy, thường là như vậy. Đi cho cố, đi cho hỏng thì bắt đầu mới sửa. Tâm lý của các bạn sẽ là hỏng mới sửa chứ không phải là thay làm gì cho tốn kém. Và có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Để như vậy thì thứ nhất là xe của các bạn xuống cấp khá là nhanh, và thứ hai là thiếu sự an toàn trong khâu vận hành khi sử dụng. Với việc bảo dưỡng đơn giản nhất là với việc các bạn đi kiểm tra, ví dụ như là dầu máy này, lọc dầu, lọc gió, buji, áp suất lốp, má phanh. Đấy là những cái cơ bản chúng ta nên đi kiểm tra thường xuyên được. Như có một anh khách ở đây rất chăm thay dầu, cứ 1.000 km là anh ấy thay dầu một lần. Nhưng hiện tại ở đây xe đã có hiện tượng hết dầu và xả ra có lượng dầu rất là ít. Hỏi ra thì mới biết anh chăm thay dầu thường xuyên nhưng là sử dụng dầu ngoài các bạn ạ, không phải dầu chính hãng. Và mình đã khuyên cáo rất nhiều lần rồi cho các bạn và lên thay dầu chính hãng. Nếu xài Yamaha ấy thì các bạn có thể xài những sản phẩm đến từ Yamaha Lut, sản phẩm dầu nhớt chính hãng. Để như thế này tiền sửa, chi phí thay thế làm lại rất là cao. Thứ hai nữa là các bạn nên đi kiểm tra lọc gió. Như lọc gió của xe này của khách ở đây đã mùn và bẩn quá rồi. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới với việc là xe không lấy được gió vào nên bị tắc đến nỗi phải tràn dầu ra ngoài hộp lọc gió ở đây. Điều này làm cho xe rất là bí bách và tình trạng xe ăn xăng hơn là điều rõ ràng nhất, rất có hại cho xe. Chính vì vậy thì theo khuyến cáo đến từ 5.000 cây cho tới 10.000 km thì các bạn nên thay thế lọc gió. Về cơ bản lọc gió cũng rẻ, cũng không phải là quá đắt. Đấy, cơ bản chỉ là kiểm tra những cái quan trọng như là kiểm tra dầu này, rồi kiểm tra thay thế lọc gió thôi. Xe của các bạn sau khi thay xong cảm giác đi nó rất là khác lúc khi chưa đi kiểm tra. Sơ qua video này các bạn có thể lên mang đi kiểm tra xe thường xuyên. Đối với bạn nào còn lịch kiểm tra định kỳ miễn phí thì cũng nên mang đi kiểm tra để cho xe vận hành bền bỉ. Không như bác ở trên video ấy, em quay video xe hiện tượng có hao dầu rồi, chi phí nếu mà thay thế đội lên cao lắm đấy các bạn ạ. Video kiểm tra và bảo dưỡng đến đây là kết thúc. Vẫn còn nhiều điều mới mẻ trong phần bảo dưỡng, mình xin đề cập video sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.